Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Laptop AZ. Sau những series video về cách chọn laptop trong ngành multimedia và ngành công nghệ thông tin, chúng mình đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ rất nhiều đến từ anh em. Vậy thì hôm nay ở video này, mình sẽ cùng anh em đến với lại cả một ngành nghề cũng hot không kém trong thời gian gần đây, đó chính là ngành xây dựng. Đến với video cách chọn laptop cho sinh viên ngành xây dựng. Và vẫn như thường lệ, đây sẽ là một video khá là thiên về lý thuyết để anh em có thể biết cách lựa chọn cấu hình phù hợp cho ngành xây dựng. Tuy nhiên, để anh em có những lựa chọn cụ thể hơn, tối ưu hơn thì mình sẽ gửi đến cho anh em top những chiếc laptop tốt nhất dành cho ngành xây dựng ở trong video sau nhé. Và để sát nhất với nhu cầu của anh em thì mong anh em hãy comment tầm giá mà anh em quan tâm nhất để mình có thể tổng hợp và lựa chọn ra những chiếc laptop tốt nhất ở trong tầm giá đó dành cho ngành xây dựng để gửi tới anh em. Ok, nếu như mà anh em đã sẵn sàng thì chúng ta hãy cùng bắt đầu video thôi. Nhắc đến ngành xây dựng thì anh em sẽ nghĩ đến gì đầu tiên? Spotlight á? Không, chúng ta sẽ nghĩ đến những người kỹ sư xây dựng với những nhiệm vụ về lên kế hoạch, thiết kế, quản lý và vận hành giám sát những dự án xây dựng. Với những nhiệm vụ này thì chúng ta sẽ sử dụng những phần mềm gì? Đối với nhiệm vụ là để quản lý dự án xây dựng, chúng ta sẽ có MS Project này, Primavera này. Để phân tích và thiết kế các kết cấu xây dựng, chúng ta sẽ có Start Pro này, ETAP, MicroStation và cả SAP 2000 nữa. Tiếp đó là đến với những cái mảng về việc tạo hình và mô hình hóa những sản phẩm xây dựng, chúng ta sẽ có AutoCAD Revit, có AutoCAD 3D CV, có thậm chí cả Archicad nữa. Nếu như mà anh em mà làm xây dựng mà có đá thêm một ít kiến trúc thì chúng ta còn có cả SketchUp và cả V-Ray nữa. Với đặc điểm của ngành xây dựng, đó chính là chúng ta không chỉ sử dụng đơn lẻ một vài phần mềm mà chúng ta sẽ phải sử dụng kết hợp nhiều phần mềm với nhau. Chính vì vậy, khi mà chúng ta lựa chọn laptop cho sinh viên ngành xây dựng, chúng ta cần phải quan tâm rất nhiều thứ, cả về RAM này, về CPU, GPU, cả về bộ nhớ lưu trữ nữa. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng đi vào vấn đề đầu tiên, đó chính là về RAM đi. Những phần mềm xây dựng thì rất là tốn RAM đấy. RAM càng nhiều càng ít. Đối với những anh em nào mà học thì mình có thể là ít nhất là 8GB RAM, mà mình khuyên là thường là sẽ chúng ta sử dụng là 16GB RAM, thậm chí là lên đến 32GB nếu như mà chúng ta có những project to nữa. Nhưng mà đối với những anh em nào mà sinh viên chẳng hạn mà ít tiền thì đâu là giải pháp? Giải pháp của chúng ta đó chính là chọn những chiếc máy mà có khả năng nâng cấp RAM. Khi mà chúng ta vẫn còn đang ít tiền chẳng hạn, chúng ta có thể lựa chọn RAM 8GB. Sau này khi mà có điều kiện và có nhu cầu sử dụng thì chúng ta có thể lắp thêm RAM. Điều này vừa tiện lợi cho anh em mà lại còn vừa dễ để khi anh em sử dụng để mà sửa chữa hoặc là thay thế RAM nữa. Rất là tốt. Tiếp đó đến với CPU. Các phần mềm xây dựng kết cấu ấy, modeling thì sẽ yêu cầu sử dụng đơn nhân rất là cao. Chúng ta hãy lựa chọn những chip mà có hiệu năng đơn nhân cao, ví dụ như là chip Xeon của Intel này, hoặc chúng ta có thể chọn Ryzen 5, Ryzen 7 thế hệ 3, thế hệ 4, hoặc là i5, i7 thế hệ thứ 6 trở lên. Và hãy chắc chắn là sử dụng chip mà có hậu tố là H hoặc là HQ. Tuyệt đối chúng ta không sử dụng những chip mà có hậu tố là U hoặc là G, bởi vì là những chiếc chip U hoặc là G này sinh ra cho một mục đích, đó chính là để tiết kiệm điện và tăng thời lượng sử dụng pin của anh em. Những chiếc chip này nếu như mà anh em đọc thông số ấy thì sẽ thấy rằng là xung nhịp boost có thể là cao đấy. Tuy nhiên thì TDP sẽ bị hãng giới hạn chỉ ở mức khoảng 15 hoặc là 25W thôi. Điều này sẽ khiến cho là nếu như mà anh em sử dụng trong một khoảng thời gian dài, sử dụng tác vụ nặng thì những chiếc máy này sẽ không đạt được hiệu năng phù hợp và nó sẽ bị gây ra giảm xung nhịp, sẽ gây ra một sự không thoải mái và ảnh hưởng đến việc sử dụng khi mà sử dụng các phần mềm xây dựng của anh em đấy. Ngành xây dựng liên quan đến thiết kế, liên quan đến đồ họa rất là nhiều. Chính vì thế chúng ta cần phải chắc chắn nhắc đến là GPU. Đối với GPU, anh em hãy sử dụng những GPU rời, tuyệt đối không sử dụng những GPU onboard. Chúng ta sẽ có những lựa chọn về GPU Quadro này, sẽ cho chúng ta có khả năng tính toán chính xác hơn. 10 bit màu với VRAM ECC fix lỗi sẽ rất là tốt cho những anh em nào mà thích sự ổn định và đạt được hiệu quả tính toán chính xác cao. Chúng ta sẽ chọn ít nhất là từ chip Quadro K1000M trở lên. Ngoài Quadro ra, chúng ta còn có thể lựa chọn cả GTX nữa. Và anh em lưu ý, nếu như mà trong cùng một tầm tiền, chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn chip GTX cho những tác vụ của ngành xây dựng. Bởi vì là trong cùng tầm tiền, chúng ta sẽ có chip GTX có hiệu năng tốt hơn hẳn so với cả chip Quadro. Vậy thì nếu như mà anh em lựa chọn an toàn, ổn định thì hãy chọn Quadro, còn muốn hiệu năng cao thì hãy chọn GTX. Và ít nhất là GTX phải là từ đời 960M trở lên nhá. Tuy nhiên thì chúng ta còn có cả dòng card GTX nữa. Dòng card này thì mới này, hiệu năng cao, rất tốt, rất phù hợp cho anh em làm cả về đồ họa, cả về thiết kế xây dựng lẫn cả về chơi game nữa. Nếu như mà anh em có tiền thì hoàn toàn có thể lựa chọn GTX cho chiếc laptop của mình. Ngoài ra thì chúng ta còn có cả dòng GPU của AMD nữa.
Tuy nhiên thì mình lại chưa được trải nghiệm nhiều cái dòng GPU của AMD này. Nên nếu như mà anh em nào mà làm trong ngành xây dựng mà đã trải nghiệm qua dòng GPU của AMD rồi thì hoàn toàn có thể chia sẻ ở bên dưới phần nhận xét để chúng ta có một cái nhìn khách quan, một cái nhìn tiếp cận hơn đến với dòng GPU của AMD khi mà sử dụng trong ngành xây dựng nhé. Tiếp đó chúng ta hãy cùng đi đến với phần bộ lưu trữ. Ngành xây dựng là một ngành đặc thù, cần phải sử dụng bộ lưu trữ rất nhiều, chúng ta cần phải lưu trữ rất nhiều tài liệu. Thậm chí là những dự án thiết kế, những dự án mô hình hóa cũng rất là nặng nữa. Chính vì thế là nếu như mà anh em có điều kiện thì hãy sử dụng bộ lưu trữ có dung lượng cao. Và năm 2020 rồi, hãy sử dụng SSD sẽ cho anh em có một hiệu quả sử dụng và tốc độ nhanh nhất có thể nhé. Còn nếu như mà anh em mà không có điều kiện thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng hỗn hợp SSD và HDD. Ít nhất là 256GB SSD để chúng ta có thể cài chương trình và chạy các chương trình. Và sử dụng HDD để có thể lưu trữ những cái tài liệu và những cái dự án mà anh em đã làm. Tiếp theo là một vấn đề vô cùng quan trọng mà anh em thường bỏ quên đi khi mà chọn laptop cho anh em ngành xây dựng. Đó chính là về vấn đề tản nhiệt và thiết kế. Công việc xây dựng của chúng ta có một đặc điểm là chúng ta cần phải sử dụng máy trong thời gian dài và yêu cầu hiệu năng của máy chạy cao. Chính vì thế là chúng ta cần phải quan tâm rất nhiều đến vấn đề tản nhiệt. Bởi nếu như mà anh em không đạt được hiệu quả tản nhiệt tốt thì sẽ rất dễ dẫn đến việc giảm xung nhịp. Việc tụt xung nhịp sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến công việc của anh em đấy. Chúng ta hoàn toàn có thể đánh đổi chọn một chiếc máy dày hơn một chút nhưng có hiệu quả tản nhiệt cao, thay vì là chọn một chiếc máy mà mỏng nhẹ nhưng mà tản nhiệt kém. Bởi vì là anh em chúng ta là làm trong ngành xây dựng thì thường là con trai mà, nếu như mà nó dày hơn, nặng hơn một chút thì cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều, đúng không? Tiếp đó là chúng ta cần phải quan tâm đến những yếu tố phụ ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng của anh em trong ngành xây dựng. Đó chính là về màn hình và cổng kết nối. Màn hình thì chúng ta chỉ cần lựa chọn những màn hình Full HD IPS có góc nhìn rộng đủ để cho anh em sử dụng thoải mái trong thời gian dài là ổn rồi. Chúng ta hãy lựa chọn những màn hình mà hơi to một chút, nếu như mà trên 14 inch, 15,6 inch là ổn, sẽ cho chúng ta khả năng sử dụng thoải mái và trải nghiệm tiện lợi nhất. Tiếp đó là vấn đề cổng kết nối. Anh em làm ngành xây dựng này thì mình để ý là chúng ta cần phải báo cáo, thuyết trình, thậm chí là xuất hình ảnh lên để mà có thể báo cáo. Chính vì vậy, anh em nên lựa chọn những chiếc máy mà có đầy đủ các cổng kết nối sẽ đem lại cho anh em sử dụng tiện lợi nhất nhé. Và tổng kết lại, đó là những yếu tố mình cho rằng vô cùng cần thiết khi anh em lựa chọn những chiếc laptop dành cho anh em ngành xây dựng. Anh em cảm thấy mình có bỏ sót yếu tố nào không? Hãy chia sẻ và comment ở bên dưới phần bình luận giúp mình nhé. Và anh em cũng đừng quên, mình sẽ gửi tới cho anh em top những chiếc laptop tốt nhất dành cho anh em ngành xây dựng ở trong video sau nhé. Cảm ơn anh em đã xem hết video đến tận đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.